nhiều con nó bâu lắm anh ạ. Nhiều con nó bâu hết. Liệu lên nó dã cho không? Cái vượt lên đấy khéo thở không ra. Cái cây này các ông có nhìn thấy gì không? Ôi, nó có tầm 20 tổ bằng cái tủ lạnh lắm. Dự tính bắt được cái tổ này nó rơi tầm 3 tạ mật nhưng mà không biết bắt được không. Hay là hai cái lại thấy tít còi. Rồi bây giờ lên nha, nếu mà cảm thấy thì nhớ ném điện thoại xuống nha. Bây giờ em bắt đầu tiến hành nè. Cần tiếp cận cái cây này rồi. Đang nóng quá. Lên tổ nó rồi. Hôm nay mình lại quên không mang cái bộ quần áo mà có quạt đi. Rất nhiều người đã đến đây để bắt tổ này. Nhưng mà đây vẫn đang có mấy anh em đang bắt đây rồi. Đây tổ nó tớt ở trên cây này. Mấy anh em đang nằm nán ở đây để bắt đây. Không biết mấy anh em đâu hết rồi. Ui. Tổ nó quá nhiều luôn. Không biết các anh đâu hết rồi. Đạp mấy anh em đang bắt ở đây. Không biết là bắt được gì chưa. Đồ đạc chuẩn bị đây. Thế bảo cái cây này là rất nhiều tổ. Thế nhưng mà rất là khó chinh phục của họ. Chắc là mấy anh em vừa đã chạy tán loạn gì hết rồi. Vì cái cây này
quá to và cao. Nên là ong nó làm ở trên đấy, khó bắt. Này mình quay chắc là các bạn anh em nhìn không rõ đâu. Ủa tốt ở trên cây, cây cao này. Này có thác nước ở đây mà mát này. Không nắng chịu đâu. Cho vừa hãy quân xuống như là anh em chạy toán loạn. Bây giờ mình mới lên quay, đấy là đội khác lên để quay, à lên để bắt. Mà chắc là không bắt được. Bởi vì cái tổ này nó làm ở cái cây to như thế này mà. Nó làm ở cây đa. Chắc là anh em rút lui hết rồi. Tại vì nó ở trên cao mới trời nắng nữa. Nên là mình quay nhìn nó không rõ được. Nhưng mà tổ thì chắc chắn là nó phải rơi khoảng 10 tổ đến hơn 10 tổ. Ở trong tai á. Đi ở đây thấy rồi. Đi ở chỗ khuất này thì em lột bỏ cái áo ra. Có một anh trèo lên bắt bị con ong quái nó chui vào tai. Bây giờ phải làm nào rút ra. Vừa có quân bám theo nên lại phải mặc quần áo vào anh em ạ. Anh ấy bị dính con ong khoái, ong mật nó chui vào trong tai, nó lại còn đốt anh ấy nữa, nên là quá nguy hiểm. Chứng tỏ là cái cây này không nên bắt, bởi vì là cái đàn này, mấy tổ này nó rất tợ, rất nhiều đội lên đến đây để bắt rồi nhưng mà không bắt được, thất bại thôi. Mình cũng tò mò thế nào đến để xem. Ủa, nhiều con nó bâu lắm anh ạ. Anh vừa nãy
có một con ong nó chui ở trong tai, không lấy ra được, mình không lấy được, này phải đi xuống nhà có nhíp thì mới lấy ra được, mà nguy hiểm quá. Thế là mặc bộ dàn di đi nhá, mà nói chung là nó bị ở chỗ khóa anh em ạ. Anh em đi bắt là phải để ý cái chỗ khóa, cái khóa áo ạ, làm nó dễ chui vào. Thứ nhất là mình phải làm kiểu gì đấy chắc chắn là những cái chú xét ạ, xét kéo ạ. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất mình đăng lên nhá. Thôi mình cũng về thôi. Thì cũng không dám ở đấy nữa, trời cũng buổi trưa rồi, nắng nóng. Chào tất cả mọi người nhá.